Em chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop Em Trưa ngày hôm nay cả nhà nha. Rất là nhiều mẫu xinh sale ngay hôm nay luôn, cả nhà thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em. Để lại comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại trong là được bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn cả nhà nha. Nhanh tay vào livestream liền cả nhà, thích cái mã váy nào cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại trong là được em tư vấn và chị hàng chờ size cho mấy chị đẹp mình luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ lên trước cho cả những cái mẫu váy này nha. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1693, váy mới vừa về cho cả nhà luôn. Trời ơi quá đẹp luôn ha. Chị nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà, quá đẹp luôn. Đồng này trước lời bài của em nó là dòng vải cát hàng cao cấp nha mấy chị ạ. Nền vải màu đen nè, có phối cho cả nhà hai hướng dương ha. Đó, lá màu xanh, hoa màu vàng, có phối cho mình cúc ngọc trai phía trước, khóa cái ẩn giọt lệ nằm đằng sau lưng. Chị khá là mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ size cho mấy chị đẹp mình luôn ạ. Nhanh tay lên đơn chút liền giùm em nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1693. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó 1693. Chất liệu vải của em đó là dòng vải cát hàng nha cả nhà, đẹp cực kỳ luôn. Nền đen nè, lá xanh nè, có phối hoa cho cả nhà mình hai lớp hai túi. Trời hồng dữ rồi. Hồng dữ vậy trời. Rồi. Sale luôn hôm nay cả nhà, 1693 giá 259.000 đồng. Dáng dài cho cả nhà luôn, em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới bắp chân em như vậy. Thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì lên like cắt ngắn được ha. 1693 sale luôn 259.000 đồng nha. Rồi 259.000 đồng, mã số của em đó là 1693. Chị nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút này dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn 1693 giá 259, 1693 giá 259.000 đồng cho em cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Nền đen nè, lá xanh nè, hoa màu vàng luôn. Đó, dáng xòe. Cái chất là bạn này khá là mềm, không những mềm nè, nhẹ tinh nè. Chất của em nó phải nói là siêu siêu mát luôn cả nhà ơi. Rồi 1693 lên đơn dùm em cả nhà nha, 259 nha. Chuẩn bị em thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác, đặt đơn bình luận ngay cho em phía dưới cả nhà ơi. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Em đang mặc mã số của em đó là 1693. Em chào chế hoa phong lan, em chào cả nhà mình mới vô nha. Cả nhà mình đặt đơn bình luận ngay cho em nha cả nhà ơi. Mã số số điện thoại cho em là được em tư vấn nè. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1693. 1693 nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em cả nhà. 1693 259, 1693 giá 259.000 đồng, xuất sắc ghê chưa. 4 size đầy đủ M, là XL và là cả 2XL, từ 40kg cho tới là 70kg, 40kg tới 70kg và eo dưới 90. Đó, cái đầm này cả nhà yên tâm mặc lên thì không có sợ bị kén da đâu, tại vì nền vải của em đó là nền vải màu đen ha, lá xanh hoa vàng rất xinh luôn. 1693 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ size cả nhà mình luôn nha. Một sáu chín ba với số điện thoại cho em là được giá 259, giá 259.000 nha cả nhà ơi. Tiếp tục em thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Đầm này chất rất là mát nha, 1683 chứ lời vậy gì vậy. Dạ em đang mặc chiếc người 1693 đó chị yêu ạ. Cái đầm này 1693 chứ lời vậy của em đó là dòng vải cát hàng đó chị yêu ơi. Cái dòng vải cát hàng này đẹp lắm. Đây vải này mềm, nhẹ nha, chất rất là mát luôn. Đó, không có sợ bị nhăn nhầu hay là bị chạy nhầu vải gì hết, giặt ra giặt máy thoải mái, không có sợ bị tua vải hay là bị chạy chị vải về luôn. Cái chất rất là đẹp nha chị. Mẫu em đang mặc mã là 1693 chứ yêu nha, 1693. Rồi 1693 ngày hôm nay sắp sale luôn 259.000. 1693 giá 259.000 đồng nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. 1693 giá 259.000 đồng. Rồi chốt ngay hôm nay nha, không áp dụng bên ngoài nha cả nhà ha. Nhanh tay lên đơn liền dùm em luôn. 1693 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ size cả nhà mình luôn ạ. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Dạ không chị ơi, nếu như mà chị thích đầm có co giãn thì em lên cho mình đầm có co giãn được không? Em váy này thì eo tới 90 lận đó chị. Eo tới 90 nha, eo 90 độ về thì chị sẽ có size nha. Nói về độ co giãn thì đồng này không có độ co giãn nha chị ha. Để em lên tiếp cho mình xem thêm một cái mã váy khác, cũng như có nhiều mẫu co giãn hết nhưng mà cũng không phải là mẫu đồng này, mẫu khác ha. Rồi em thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Em đang có cái đầm này có co giãn nè chị. Đầm này có co giãn này chứ yêu ơi, em đang sale luôn váy dự tiệc cho cả nhà mình luôn được không nè. Rồi tiếp tục thay thêm cho mình cái mã váy này. Mẫu em đang mặc mã số em đó là 1689. Đồng em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689 rồi nha. Đồng này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình. Cổ lục giác, tay lỡ, vai phòng, ôm eo, dáng đầu phong xòe dài, em cam 65, đầm để mặc dài tới cổ chân em. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em đó 1689, đầm này có co giãn này chị yêu ạ. 80kg nha, eo 98. 75kg đi. 75kg eo 98 độ về thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em mã váy này nha. Đầm này chất liệu vải của em đó là dòng vải ren nha cả nhà. Đó, dáng dài cho cả nhà mình luôn ha. Chất liệu vải của em đó là dòng vải ren hoa. Đây, ren hoa như thế này. Mềm, chất rất là thích luôn. Mềm nha cả nhà ha. Chất có co giãn nha cả nhà mình luôn. Vòng tay may một lớp, thân váy kỳ lượng 2 lớp, có khóa kéo luôn. Rồi em đang mặc mã số của em đó là 1689, 1689. Ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 259.000 đồng, 259.000 đồng. Tay em mang 1 lớp, thân váy kỵ lượng 2 lớp cho cả nhà mình. Thiết kế thêm 2 túi, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1689. Giá ngày hôm nay chỉ có là 259.000, rồi 259 nha, 1689. Chị khách là mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Sắp chốt online nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha. Chị khách là mình đặt đơn có việc gặp anh ngay cho em nha cả nhà ha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình luôn nha. Nhanh tay lên đơn chốt liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn. Rồi 1689, 1689 giá 259 cả nhà ơi. Nhánh eo, dáng đầu phông xòe dài cho cả nhà mình. Váy may 2 lớp, thiết kế thêm 2 túi, có khóa kéo luôn. Mã số của em là 1689. Ngay bây giờ em sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá là 259.000 đồng nha. Rồi cái đồng này á, em bán cho cả nhà 259.000 đồng, nhưng mà em sẽ có tặng luôn cho mình cái phụ kiện là cái ghim cài áo nha. Đó, đính đá đính ngọc trai quá trời luôn. Thì cái ghim cài này cả nhà mình có thể là tháo rời ra phối với đầm khác cũng được luôn nha. Rất là đẹp. Đó, mua cái đầm tặng phụ kiện luôn. 259.000 đồng một váy. Mẫu em đang mặc mã số của em đó 1689 với tông màu này là tông màu đỏ nha, đỏ đậm, đỏ thuần á cả nhà. Có co giãn luôn nè, 2 lớp 2 túi nè, xuất sắc ghê chưa? 1689 cho em giá 259. 1689 cho em giá 259.000 đồng. Chị nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số của em đó 1689 với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. 259.000 đồng, shop chốt online nha cả nhà, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách là mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689 giá 259.000 đồng. 1689 giá 259.000 đồng cả nhà ơi. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số 1689 với số điện thoại cho em là được em tư vấn 259. Đầm này mặc đi tiệc các cả nhà rất là đẹp. Cái đầm này mặc đi tiệc đẹp lắm luôn nha. 259 thôi. Quá rẻ. Rồi để em thay thêm cho mình xem thêm một cái mã váy khác nha. Rồi để em lên cho cả nhà đầm sale 99.000 nha mấy chế. Hôm nay có đầm sale 99.000 đồng cho mấy chế đẹp mình luôn. Cả nhà mình đặc biệt thích cái mẫu như thế nào cứ việc bình luận phía dưới cho em nha. Em đang có rất là nhiều mẫu đầm cho cả nhà mình luôn, sale rẻ luôn hôm nay. Rồi đây tiếp tục mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1613. Đầm em đang mặc mã số của em đó 1613. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình. Tay lỡ vai vòng, ôm eo, dáng đầu phong xòe. Rồi sale luôn 99.000 luôn cả nhà ơi. 54kg em 72. 54kg em 72 cho em. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1613. 1613 cả nhà ơi, 99.000. 1613 giá 99.000 đồng. Còn chị nào mà đặt đơn nội tranh thủ giùm em nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình. Tay lỡ vai vòng, ôm eo, dáng đầu phong xòe tròn tự nhiên, che khéo phần bụng tốt. Váy này em may kỹ lưỡng cho cả nhà mình 2 lớp 2 túi, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1613 giá 99. 1613 giá 99.000. Ngứa không shop? Dạ đầm này em mặc lên thấy bình thường á chị, không ngứa nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1613 đó. Cái đầm này á, thì bên trong em có lót rồi cho anh chị em mình cứ yên tâm là không có sợ bị châm chích ngứa ngáy khó chịu gì hết. Cái phần tay này hơi chích nhẹ một tí nha, cái phần tay này hơi chích nhẹ một tí đó, nhưng mà đầm này em còn số lượng rất ít luôn và nhiều chị khách mặc lên thì nó là không ngứa lắm ha, nó chỉ hơi châm chích nhẹ thôi, tại vì cái phần tay thì em may có một lớp thôi à. Đó, còn phần thân váy thì em sẽ may kỹ cho mình 2 lớp nha, có túi luôn. Rồi 1613 giá 99, 1613 giá 99 000 đồng. Cả nhà đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1613 với số điện thoại. Cả nhà cho em xin một nút chấm tương tác nha cả nhà ơi, cho em xin một nút chấm tương tác bài livestream nha cả nhà ha. Đó, để cái comment của mình nhảy lên, mình không có bị ẩn bình luận nha mấy chứ. Nhiều khi cả nhà đặt đầm sale nó bị ẩn bình luận thì không có lên đơn được đâu nha mấy chứ yêu ha. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó 1613 giá 99.000 đồng nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha, 1613 giá 99.000 đồng. Tông màu đen, tông màu đen thì dễ mặc lắm cả nhà, da trắng da ngâm mình mặc lên đều đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều ok cho em luôn ha. Rồi em chào chị Nguyễn Hiền ạ, cả nhà cho em xin một nút chấm tương tác bài like nha cả nhà ơi. Em đang mặc mã 1613 giá 99.000, 1613 giá 99.000 đồng. Cả nhà lên đơn liền dùm em nha. Cả nhà đang muốn kiếm một cái mẫu đầm size bao nhiêu đó, đầm sơ mi hay đầm xòe hay đầm maxi thì mình có việc bình luận phía dưới cho em nha. Hoa nè hay là đầm màu gì thì bình luận phía dưới cho em nha cả nhà. Hiện tại thì bên nhà em cũng đang có kha khá các màu rồi đó, gần như là đầy đủ rồi đó cả nhà, gần như là đầy đủ rồi đó, quá trời màu quá trời mẫu luôn. Rồi thay thêm cho mấy chị mình cùng xem thêm một cái em đầm sơ mi nha. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1648. Đầm em đang mặc mã số của em đó là 1648. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi, cổ sơ mi tay lỡ vai vòng ôm eo, dáng đầm phong xòe. Váy này em sẽ may cho cả nhà mình. Chất liệu vải của em đó là đầm lụa mango, đầm hoa hả chị Hằng Nguyễn, ok chứ đẹp mình luôn. Đầm hoa thì hiện tại em đang có mấy mẫu hoa như vậy nè chị, đem cho chị coi thử nha, cho em tí nha cả nhà ơi. Mấy mẫu hoa đây, chờ em xíu nha chị ơi, để em lấy hoa cho chị coi. Đó, hoa thì hiện tại em đang có các mẫu, một là hoa trắng nhỏ chấm bi, một là hoa trắng nhỏ chấm bi đó, hai là đầm màu xanh ngọc phối hoa hồng, đầm màu xanh ngọc phối hoa hồng. Rồi cái đầm này nè chị, đầm màu xanh navy phối hoa lily, hoa lily đó. Cái đầm này là hoa hồng xanh nha, phải hoa hồng đủ các hoa, cái này đủ các hoa luôn, hoa hồng cũng có, hoa cúc cũng có. Cái này là hoa xanh nha mấy chứ, cái này hoa xanh đi, còn cái này là hoa vàng, cái này hoa vàng. Rồi chị đẹp mình thích cái đầm màu nào bình luận cho em nha. Hoa nhí nè, hoa nhí nè, đầm này màu xanh ngọc nè, hoa lily nè đó, hoa xanh biển nè, rồi hoa màu vàng nè. Thì hiện tại em đang có 5 mẫu hoa như thế này, chứ mình coi coi thích cái mẫu hoa nào cứ bình luận phía dưới cho em nha, để biết lên đầm nha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc, mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1648 nha cả nhà, 1648. Cái em váy này ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Mã số của em đó là 1648 nha, 1648 giá chỉ có là 199.000 đồng. Chị nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1648 với số điện thoại giá 199.000 đồng nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em cả nhà ơi, mã số với số điện thoại cho em là được. Em đang mặc cho người mã số của em đó là 1648. Đầm này thiết kế xào cổ sơ mi cho cả nhà mình ha, tay lỡ vai vòng ôm eo, dán đầm phong xòe như thế này. Rồi hôm nay shop sale luôn cả nhà ơi, 199.000 đồng, 40kg cho tới là 70kg, eo dưới 88 thì mình sẽ mang vừa cho em ha, eo dưới 88. Chị khách là mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha, mã số với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn, shop chốt online nha cả nhà, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách là mình đặt đơn tranh thủ lên đơn ngay bây giờ luôn. 1648, 1648 ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000. Rồi chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Sale online nha cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Sờ lên mà vẫy cho em nha, mềm mịn nha cả nhà ơi. Rồi mềm mịn nha cả nhà, cái chất rất là mát luôn nha. Cả nhà thích thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chúc liền dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho mà được em tư vấn nha cả nhà ha. Nhanh tay lên đơn chúc liền dùm em nha. Chờ em xíu cả nhà ơi. Rồi mẫu này đang mặc trên người 1648, 1648 giá 199.000 cả nhà ơi. 1648 giá 199.000 đồng. Rất là đẹp luôn cả nhà. Cái đầm này chất liệu vải của em đó là dòng vải lụa mango cả nhà ha. Thì cái đầm này sẽ phối giữa hai màu, màu trắng với lại tông màu tím với cả nhà mình. Đường may mũi chỉ rất là đẹp cho mình luôn. Vải mềm nha, mịn nha, có co giãn cho mình luôn, hai túi có khóa kéo đầm này sau lưng luôn. Rồi rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc cái người mã số của em đó là 1648 nha, 1648 giá 199.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Áp dụng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay, 1648 giá 199.000 đồng. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Đặt đơn tranh thủ lên dùm em cả nhà, mã số số điện thoại cho mà được em tư vấn. Rồi, ngoài ra thì em sẽ lên cho mình cái đầm hoa. Cái đầm hoa màu xanh thì mới vừa về hàng này cả nhà, cái màu này hơi bị xinh luôn á cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1697, 1697 nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn chút này dùm em nha cả nhà ha. Mã số với số điện thoại cho mà được em tư vấn nha cả nhà ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1697 giá 259.000. Cái đầm này cũng rẻ nè cả nhà ơi, 259.000 đồng. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tim nha cả nhà mình ha. Cổ tim, tay lỡ vai vòng, dáng đồng phong xòe nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha. 1697. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó 1697 nha, 259.000, 259.000 đồng. 1697 nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đầm này cái chất của em đó nè, mềm mịn rất là mát, nền đen có phối với mình hoa. Rồi có cúc ngọc trai hình hoa như thế này luôn, nhánh eo xòe, hai lớp, hai túi, có khóa kéo là bằng sau lưng ha. Chân váy thì sẽ có phối cho mình thêm một cái tầng chân váy ren nữa, rất là đẹp luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số các em nói là 1697 259 nha, 259 nha. Chị khách nào mình đặt đơn có việc thì mình nghe cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho mà được em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Rồi shop chốt online nha cả nhà ơi. Rồi shop chốt online nha cả nhà ha. 1697 giá 259.000 đồng, 1697 giá 259.000 đồng nha cả nhà. Nhanh tay lên đơn chút liền dùm em ha. Đầm này chất liệu vải của em đó là dòng vải von nha cả nhà. Đây là dòng vải von nha, von lụa. Cái dòng vải von lụa thì cái chất rất là mềm luôn, mịn nè, sờ lên mịn nè, mát cực kỳ. Tay này em may cho mình một lớp nha, thân váy kỹ lưỡng nha cả nhà mình, hai lớp, hai túi hai bên luôn, có khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình luôn. 1697 giá chỉ có là 259.000 đồng. Đầm này thì đợt này em có về cho cả nhà mình phối hoa màu xanh, có mấy đợt em về cho mình hoa trắng, hoa vàng, hoa cam có rồi đúng không? Đợt này về cho cả nhà mình là hoa màu xanh nha. Chị Nguyễn Hiền 1693 có đơn. 1693 là cái này nha mấy chết. 1693 thì giá cũng đang rất là rẻ luôn, cũng chỉ có giá là 259.000 thôi. Ha, 1693 cũng chỉ có giá tiền là 259.000 thôi. Rồi mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới nha. Mã số 1693 với số điện thoại cho là được em tư vấn cho cả nhà mình, giá là 259.000 đồng. Còn em đang mặc trên người mã số của em đó là 1697, 1697 ngày hôm nay shop trước cho cả nhà mình luôn, chỉ có là 259.000 đồng, đồng giá cho cả dầu luôn, rất là rẻ đúng không ạ? Rồi nhanh tay lên đơn liền giùm em nha, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn luôn. Chốt liền ngay hôm nay không áp dụng bên ngoài nha cả nhà, nhanh tay lên đơn liền giùm em. 1697 giá 259.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 259.000 đồng một váy. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác ha. Rồi em sẽ lên cho cả nhà cái em đầm này maxi dáng dài đi. Chỗ cái đầm này dáng dài hơi bị đẹp luôn này cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1632. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1632 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi nha. Cổ sơ mi, tay lỡ, ôm eo, dáng xòe dài. Đó, em cầm 1m65 đầm để mặc về tới cổ chân nha. Dạ có co giãn nhẹ nhưng mà gần như là không co giãn các chị, tại vì đầm von thì ít có cái nào có co giãn lắm. 1697 gần như là không co giãn đó chị yêu ơi, tại vì cái đầm đấy cái chất von em đang mặc theo ngủ vậy nè, co giãn nhẹ hiều à chế, rất là nhẹ luôn. Rồi 1697 nó rất là đẹp luôn nha, chị nào chưa có thì mình cứ chốt hoa màu xanh xanh nó xinh lắm cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1632. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1632. Rồi đầm này ngày hôm nay sắp sale luôn là 219.000 219.000 đồng cả nhà, đẹp lắm luôn, 2 lớp 2 túi. Đầm này cũng có co giãn nhẹ cho mình ha, tông màu đen. Và đầm này chất liệu vải của em đó là vải von hạt nha, những cái hạt bông này nó sẽ nổi nhẹ bên trên mặt vải như thế này. Cái này em không có may hay là không có dán đâu nha cả nhà, nó sẵn như vậy luôn á, rất đẹp cho mình luôn. Tay may 1 lớp, thân váy may 2 lớp 2 túi, có khóa kéo làm bằng sau lưng. Mã số của em đó là 1632. Chị nào mình đặt đơn có việc bình luận ngay trên phía dưới nha. Mã số 1632 với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình. Ngay bây giờ thì shop sẽ chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 219.000 đồng. Ngay bây giờ sale rẻ luôn hôm nay. Chỉ còn có giá tiền là 219.000 đồng thôi. Cả nhà đặt đơn bình luận ngay trên mã nha. 1632 với số điện thoại cho em là được. Giá ngày hôm nay chỉ có là 219.000 đồng nha. Shop chốt online nha cả nhà. Phần tay em may cho mình 1 lớp, thân váy kỹ lưỡng cho cả nhà mình 2 lớp, có luôn cả 2 túi, có cả khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Mã số của em đó là 1632. Rồi giá ngày hôm nay chỉ có là 219.000 đồng. 1632 giá 219.000 đồng thôi cả nhà, rất là đẹp luôn đúng không? Tông màu đen thì quá là dễ mặc luôn, da trắng mình mặc cũng đẹp, da ngâm mình diện lên cũng ok cho em, dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều đẹp hết luôn cho em ha. Mã số của em đó là 1632 nha mấy chết, 1632 da 219.000 nha. Rồi 40kg cho tới 60kg, eo dưới 80 thì mình sẽ mang vừa cái mã váy này cả nhà nha. Đặt đơn bình luận ngay cho em mã số 1632 với số điện thoại giá 219, giá chỉ có là 219.000 đồng thôi cả nhà. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mấy chị mình cùng xem thêm mã khác cho em tí nha. 1632 maxi dáng dài coi nhau xinh lắm, 219.000 đồng quá rẻ luôn. Cái chất phải nói là siêu siêu đẹp cho mấy chị mình luôn á, quá xuất sắc. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1654. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1654 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tàu cho cả nhà mình, tay ngắn nè, ôm eo, cái phong này phong sườn xám nha, có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Mã số của em đó là 1654 giá 249.000 đồng. 1654 giá 249.000 đồng nha, rất là đẹp luôn cả nhà. Nền vẽ màu đen nè và có dệt kim cho cả nhà màu đỏ luôn. Rồi đóng cúc ngọc trai cho cả nhà mình. Cái cúc ngọc trai này em đóng nha, không dán keo, không đánh nhựa nha mấy chiêu ơi. Khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình luôn. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1654, 249.000 đồng, có 249.000 thôi. Nhưng mà cái đồng này thì em sẽ có cho cả nhà mình là 2 size lớn. Em có cho các chị đẹp mình size XL và là size 2XL, từ 54kg cho tới 55kg cho tới 75kg, 55kg cho tới 75kg, eo 74 cho tới là eo 100 thì mình sẽ mang vừa cho em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Trời ơi xinh quá, quá đẹp luôn rồi. Có nhớ cái form này cả nhà thấy quá xuất sắc không? Mã của em đó là 1654, 249.000 đồng. 1654 giá 249.000 đồng. Chị nào mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay trên phía dưới mã số 1654 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. Nó rất là đẹp luôn. Vải này thì nó mềm, nhẹ, cái chất rất là mát, có co giãn như thế này nè. Mình mặc mùa thu, mùa hè là thoải mái cho em luôn cả nhà ơi. Rất là xinh luôn đúng không? Rồi mã số của em đó là 1654, 1654. Ngay bây giờ shop trước cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 249.000 đồng thôi. Chị khách là mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1654 với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Ngay bây giờ shop chốt luôn chỉ có 249.000 đồng thôi ạ. Váy đẹp, mềm rũ nha, chất mát, có co giãn cho mình luôn, có khóa kéo giọt lệ nằm bằng sau lưng luôn. Mã của em đó là 1654, nhanh tay lên đơn với em ngay bây giờ nha cả nhà ha. 1654 giá 249.000 đồng. Mình nhìn những cái ô ô giùm em nè. Trời ơi, đẹp không? Đó, ô nhỏ nhỏ như thế này ha. Mặc lên phải nói là siêu gọn dáng luôn nha. Trời ơi, xuất sắc như vậy thì còn gì bằng nữa cả nhà ơi. Quá đẹp nha. Rồi mẫu em đang mặc, mã của em đó là 1654. Đó, với cái tông màu này cả nhà yên tâm, không có sợ là nó bị kén da người mặc đâu. Da trắng, da ngâm mình mặc lên đều đẹp hết. Dáng ngồi của mình gầy hay là mình tròn ngồi diện lên đều ok cho em nha. Cố gắng lên đơn ngay bây giờ cho em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn. Rồi 1654 giá 249 cành, 249.000 đồng cả nhà nha. 55 kg cho tới là 75kg, 55kg cho tới 75kg thì mình sẽ men vừa nha. Rồi ok, tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Chờ em xíu nha cả nhà ơi. Tiếp tục chuyển thêm cho mấy chị mình cùng xem thêm một cái mã váy khác. Rồi, để mình thích mặc sơ mi hay là mình thích mặc em có cái đầm xòe này đẹp nè. Cái đầm xòe này vậy rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1692. Đầm em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1692 nha. Chị khách là mình đặt đơn và lượt ngay cho em phía dưới nha. Dạ được nha chị Nguyễn Thị Thủy ơi. Mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha. Trên livestream em mặc như thế nào, giới thiệu ra sao thì về nhà mình nhận được váy là y chang như vậy đó chị yêu ạ. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1692. Đầm em đang mặc, mã số của em đó 1692. Đầm này thiết kế xà cổ trụ cho cả nhà mình, tay lỡ vai vòng nè, đó, nhánh eo, dáng đầm con xòe luôn. Trước là vải của em đó là dòng vải von tâm nhũ nha mấy chiêu nha. Đây nhìn cái nhũ nhũ cho em nè, đẹp chưa? Xuất sắc luôn á, cái đầm này quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền dùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn. Mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1692. 259.000 đồng. Cái chất von tâm nhũ này em hết về rồi cả nhà, cũng là đợt cuối cùng em về rồi ha. Nền đen này có phối với mình những cái họa tiết nhỏ nhỏ nè, có dệt nhũ nha, chạy theo chiều dọc trên nền vải luôn. Tay em may một lớp, thân váy kỹ lượng 2 lớp, thiết kế thêm 2 túi nha, có khóa kéo ra bằng sau lưng. Mã số của em nó là 1692 giá 259.000 đồng. Chị nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1692, 1692 giá 259. 1692 giá 259.000 đồng cho cả nhà mình. Tay em mang 1 lớp, thân váy kệ động 2 lớp, có luôn 2 túi, có khóa kéo nằm mình sau lưng, dáng dài cho cả nhà mình. Em cao 1m65 nha, đầm này em sẽ mặc dài tới bắp chân em như vậy. Thích mặc dài dài thì mình có để dài dài, chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản lên like cắt ngắn được nha. Nhanh tay lên đơn chút liền cho em nha. 1692 giá 259.000, 259.000 đồng thôi. Rồi ok, tiếp tục sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. 1692 giá 259, 1692 giá 259.000 đồng. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nữa nha. Tiếp tục thay thêm cho mình cái mã váy khác. Lên cho mấy chị mình cái em nằm này đi, sơ mi. Sơ mi này xinh này cả nhà ơi. Rồi mẫu em mặc, mã số của em đó là 1671. 1671 này hôm nay có sale á cả nhà. 1671 cổ sơ mi, tay ngắn vai vòng, ôm eo nè, dáng đầu phong xòe dài, em cao 1m65 tầm để mặc dài tới cổ chung của em luôn, rất là đẹp luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1671. 1671 nha cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Xinh ghê chưa? Cổ sơ mi, tay ngắn, nhánh eo, dáng đồng phong xòe 299 luôn. 1671. 299.000 đồng. Trước là bài của em đó là dòng vải cát Thái cả nhà ha. Đó, rất là đẹp luôn, xuất sắc ghê chưa, dáng dài. Em cao 1m65 đầm để mặc dài tới của chúng em nha các chị, 1671 nha. Rồi mẫu em đang mặc 1671 299, chị Đào Hồng Phượng có đơn 299.000 đồng. Cái đầm này họa tiết beo nha cả nhà. Cái họa tiết beo này mặc lên rất là sang. Và tông màu của em đó là tông màu đen trắng, một cái tông màu dễ mặc luôn. Đây cả nhà nhìn dáng cho em đi, quá đẹp đúng không ạ? Xuất sắc. Váy này may cho cả nhà mình 2 lớp nha, 2 túi nha, có khóa kéo nằm đằng sau lưng nha. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1671 giá 299, 1671 giá 299.000 đồng nha. Rồi nhanh tay dùm em đi, váy đẹp nè, đó, trời ơi xinh chưa, cái dáng nè, xuất sắc. Tông màu đen trắng là một cái tông màu cơ bản rất là dễ mặc luôn, da trắng mình mặc cũng rất là đẹp. Còn chị khách nào mà mình da ngâm mình dịp lên cũng ok cho em ha, rất là đẹp luôn. Vậy em cảm ơn chị Trần Vân ạ. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1671 nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em luôn, 1671 giá 299, 1671 giá 299.000 đồng cả nhà. Cổ sơ mi, tay ngắn, nhánh eo, dáng đầm phong xòe dài cho cả nhà mình ha. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã 1671 với số điện thoại giá 299.000 đồng. Xuất sắc ghê cho cả nhà. Nó đẹp lắm. Cái đầm này giá cũ em bán cho cả nhà mình bao nhiêu ạ? 399.000 đồng. Hôm nay sale rẻ luôn, 299.000 đồng một váy nha. Nhanh tay lên đơn liền dùm em tư vấn và chị hàng chữa size cho cả nhà mình luôn ha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm mã váy khác nha. Ơn mã váy này bình luận cho em mã 1671 với số điện thoại giá 299.000. 1671 giá 299.000 đồng. Dạ em cảm ơn chị Đẹp Tiến Ngọc nha. Ok tiếp tục sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm mã váy khác. Cả nhà thích mã váy như thế nào cứ bình luận cho em nha cả nhà ơi. Em biết lên đầm cho mình nha. Rồi đây lên cho mình thêm một cái mẫu đầm nữa. Đây lên cho mấy chị đẹp mình cùng xem thêm cái mã váy này. Đầm này thì em sẽ còn cho mình là size lớn nhất nha. Sale luôn 129. Cũng sơ mi luôn, nhưng mà đầm này chắc là vải của em đó, vải chiffon nha cả nhà ha. Vải chiffon thì rất là đẹp luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1461 cả nhà. Rồi đặt đơn comment ngay cho em phía dưới nha, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn luôn. 1461 với số điện thoại cho em là được em tư vấn. Cổ sơ mi ha, cổ sơ mi, tay ngắn vai phòng, chân váy xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau luôn, có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1461 nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút này giùm em luôn, mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha cả nhà mình. Trước là bạn của em đó là dòng vải chiffon cao cấp cả nhà ơi. 2 lớp, có sợi dây 2 bên buộc eo cho em luôn, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1461 129.000. Cái đầm này á, chất liệu gì kiều 1671 á, cái đó là chất liệu vải vải cát Thái á chị, cát Thái chị nên đi mua. Khoan chờ tí, khoan chị nên đi mua. Thôi bây giờ chị khách nào mà mình đặt đơn 1671 em sale cho. Em sale cho 250. Em sale cho 250 nè. Rồi bình luận lại giùm em đi 1671 249.000 đi. Bình luận lại dùm em đi 1671 249 đi. Chị đem Bimo tới nay vô coi live với em nha. Chị đem Bimo tới này 7 giờ vô coi live với em nha. Chuẩn bị em kết thúc bài live này rồi. Tại vì mấy chị đẹp mình bận quá. Hay là tối nay đặt đi chị, tối nay đặt để dùng đơn cũng được, còn muốn đi một đơn cũng được. Tối nay vô em sale này tiếp cho mình ha. Tối nay 7 giờ vô coi live với em nha. Rồi tới đây 7 giờ cho con em sale rồi cho 1671 249.000 đi, 1671 249 đi. Rồi em đang mặc trên người, ok chứ là Hồng Phượng 249. Em đang mặc trên người mã số 1461. Em đang mặc trên người mã số của em đó là 1461 nha. Chị nào muốn dùng đơn chiều thì chiều nay 7 giờ vô coi live với em nha. Màu 461 giá ngày hôm nay là 129.000. Màu 461 129. Đầm này có size từ 58kg cho tới 65kg, 58 cho tới 65kg nha. Chị Hoa Phong Lan có đơn 58kg cho tới 65kg cho em cả nhơn. Rồi ngày hôm nay shop trước cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền 129.000 đồng. Giờ 129 mã số của em đó là 1461. 1461 chị khách hàng đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha. Rồi mẫu em đang mặc có mẫu trung niên hiên niên không em? Chợ đầm bên nhà em nó chuyên thời trang trung niên luôn á chị. Rồi chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà cả nhà ơi, nhanh tay dùng em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn. 1461 129.000 đồng. Rồi nhanh tay lên đơn chút này dùng em nha. 1461 giá 129.000 nha. 1697. 1697 là cái đầm hoa màu màu xanh đó nha chị, 259.000 nha chị ha. Cái đầm hoa màu xanh đẹp lắm mấy chị ơi. Chốt đơn đi mấy chế, 1697 dễ thương lắm. Rồi tiếp rồi em sẽ chuyển thêm cho mấy chị, mình cũng xin thêm mã váy khác. Em sẽ lên cho mình cái sườn xám này, cái sườn xám này cũng xinh nè. Mấy cái sườn xám này xinh quá trời xinh luôn á mấy chị ơi. Đó, chị nào chưa có thì cứ chốt đơn cho em nha. Em sẽ lên cho mình cái sườn xám này màu đỏ đô. Lên cho cả một cái em sườn xám màu đỏ đô. Mẫu em đang mặc mã số của em nói là. Rồi ok chị. Rồi em thấy số điện thoại rồi. Đầm ở nhà em chuyên về thời trang trung niên cả nhà ơi. U40 50 trở lên mình mặc hợp và sang. Ba mấy tuổi, tầm khoảng 39 tuổi đổ lên đó. Tầm khoảng 39 tuổi đổ lên đó chị, thì mình mặc hợp và sang cho em nha. Đó, chứ 35 tuổi mặc cái này thì cũng hơi đứng tuổi một xíu á. Rồi, nhưng mà chị nào mà mình thích thì mình cứ mặc cũng được. 35, 37 tuổi thích thì mình có mặc cũng được. Nhưng mà em thấy thì 38, 39 tuổi đổ lên nó mặc ok lắm nha. Rồi, rất đẹp luôn. Em đang mặc trên người mã 1684. 1684 nha cả nhà. Rồi em váy này thì ngày hôm nay shop chốt luôn là 199. 1684. Giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng. Chị khách là mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số với sáng thoại cho em là được. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1684 giá 199, 1684 giá 199.000 đồng. Rồi ok chị, mình mặc hết lên lời bên em nha. Đó, chiếc này vải của em là dòng vải lụa mango cả nhà ơi. Váy đẹp mềm sờ là cái chất rất là mịn luôn, khóa cái phía sau. Chân váy có xẻ tà cho cả nhà mình luôn, rất là đẹp nha. Chị nào mình đặt đơn có việc của mình ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được 1684. 1684 cả nhà. Đầm này chiếc loại vải của em là dòng vải lụa mango cả nhà ha, cái dáng nó suông suông. Em đang mặc trên người cái size lớn hơn em xíu, em cắt kẹp em nha. Dáng suông suông rất là đẹp luôn. Rồi đầy đủ 4 size cho cả nhà mình. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1684. 1684 giá 199. Đây cả nhà nhìn dùm em nè. Có phối với cả nhà cúc đưa cong. Thì cái cúc này được làm bằng vải luôn nha. Cúc đưa cong này được làm bằng vải luôn nha mấy chị yêu ơi. Rất là xinh luôn. Đó, quá đẹp luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1684 giá 199. 1684 giá 199.000 đồng ha. Cổ tàu, phối cúc đưa cong cho cả nhà mình, tay ngắn luôn, dáng suông, chân váy có xẻ tà, sờ lên cái chất rất là mềm, rất là mịn và có độ co giãn nhẹ nhàng hai chiều cho cả nhà mình luôn. Nền vải sẽ là màu đỏ đô và có phối cho cả nhà mình hoa. Đó, hoa màu vàng vàng cam cam, rất là đẹp cho mình luôn. Mã số của em đó là 1684. Rồi bây giờ cả nhà mình đặt đơn cái mã váy này của em thì rất là đơn giản. Chỉ cần bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1684 với số điện thoại cho em là được ha, giá 199.000 đồng. 199.000 đồng cả nhà, rất là đẹp luôn, đầy đủ 4 size cho mình dễ chọn nha. Sườn xám này lâu lâu mới có chuyến về cả nhà, lâu lâu mới được cái chốt giá sale như thế này chứ không phải là lúc nào cũng có nha. Mình thích thì lên đơn liền cho em ngay bây giờ nha. 1684 giá 199, 1684 giá 199.000 đồng. Thì ngoài cái màu này ra em còn cho mình cái màu này nữa. Cái em đang mặc trên người là lụa mango, còn cái em đang cầm trên tay là lụa vân pháp. Thì cả nhà mình sờ lên mặt vải cho em, trời cái chất siêu siêu mịn luôn á. Đây cái vải này vải lụa Vân Pháp nha, 1674, 1684 đó. 1674 là cái em đang cầm, 1684 là cái em đang mặc. Và em sẽ chốt xe đồng giá cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng, chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi. Sale online không áp dụng bên ngoài, cả nhà cố gắng lên đơn liền dùm em ha, nhanh tay lên đơn liền dùm em tư vấn và chờ hàng nha cả nhà. Rất là đẹp luôn, về nhà kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán luôn cho em, rất là đẹp. Rồi mẫu đầm này cũng lại khép lại về livestream trưa ngày hôm nay của em rồi nha. Chị nào vào sau có thể coi lại, hoặc là mình đón xem những bài livestream kế tiếp của bên em vào lúc 6:50 chiều tối. Chiều tối vô like đi cả nha, chiều tối vô like em sẽ like lâu hơn bây giờ nha. Bây giờ thì em thấy cái chị đẹp mình cũng hơi bận một tí á, em xin off sớm một xíu ha. Chiều nay 6:50 hẹn cả nhà lên livestream nữa nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà có một buổi trưa thật là vui vẻ.